Đưa em về chuồng nhá. Đây chú dắt đằng trước, mình đi đằng sau. Đấy, em to mà em bé, hai con cái bạn nhá. Đấy, con kia đang có chửa. Bây giờ đẻ ra con cái nữa là ba con cái. Quá tuyệt vời. Cho chạy hẳn xe ra kia, xong rồi lùi vào đầu xe kia. Lùi vào đấy. Lùi vào đầu xe kia đi. Lùi vào bãi đi. Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Ngựa Bạch Xuân Trường nhé. Hôm nay mình chia sẻ một video đưa hai ngựa lên Lào Cai nhé. Hôm em đã có chửa gần đẻ rồi và muốn em bé sinh sinh tầm lấy sinh vào 5-7 tháng tuổi nhé. Đây đàn đây mình còn rất nhiều nhé, rất nhiều cho bạn lựa chọn nhé. Đây hai này vàng nữa. Đấy, anh Thu Thọ sang bắt tiếp nhé. Đây, cái chửa đây. Chửa này, chửa ra, chửa 8 tháng tuổi rồi. Đấy, các bạn rất chi là đẹp nhé. Đấy, trắng muốt. Em học sinh luôn. Đây, cam la sau bạn xem này. Đấy, thấy chưa? Trắng chưa? Luôn. Ngoài mà hai mấy em này ra cho bên mình còn rất nhiều ngựa các bạn nhé. Đây thoải mái các bạn lựa chọn lựa luôn. Một dàn sinh sinh. Đấy, em làm đấy cũng là chi tuyệt vời luôn. Đấy, đây. Yeah. Đây nha, một em này nó rất chi là đẹp luôn, trắng muốt luôn. Đấy, bây giờ. Ừ nha. Các bạn quá trình đưa ngựa lên Lào Cai là các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Chúng tôi giàu đầu cho ngựa lên nhé. Đứng đi, đứng đi đâu. Đóng cửa. Còn con này đứng trước nhé. Ra nữa. Đi. 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 Đây ok các bạn nhé. Em xuất hai em ngựa cho khách đây. Một em Tafa, một em Tafa Đà Lai nhé. Cho anh. Bây giờ anh em tôi xuất phát nhé. Buông ngắn nữa mà thôi. Để dài lắm. Để nó tới tới thôi. Rồi rồi. Bột mẹ chưa luyện được. Đẹp mà.
gì? Không. Vâng các bạn nhé, bây giờ em chúng tôi bắt đầu cho xe ra ngoài nhé. Xe đang lùi bên trong kia, đang chuẩn bị quay đầu ở đây nhé. Hiện tại bây giờ đang hơn 1 giờ đêm nhé. Đấy, giờ nó ra đây. Đấy, quá trình video như nào các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Lên xe. Các bạn nhé, bây giờ là anh em chúng tôi đã đến nơi nhá. Quay xăng đây. Đấy, đây là Bạch Mã TV. Các bạn nhá, nay sáng thì cho các bạn xem ngựa đây. Đây cho các bạn xem ngựa. Bọn em cho ai hàng Tafa Đà Lai nhé. Quá đẹp. Em Tafa có chữa nhá. Chữa 6 7 tháng nhá. Trắng bông muốt. Đang đợi khách nhé, đang đợi khách ra đó. Đây là ở trên Lào Cai nhé, cây số 237 các bạn nhé. Đang chờ đây khách chú ấy ra để bên mình vào chỗ chuồng trại nhà chú ấy nhé. Các bạn nhìn quang cảnh đây này, đứng ở đây chỗ khu và chỗ ra khỏi thu phí xong đây. Đấy, mình zoom gần các bạn xem này. Úi, đây là quang cảnh chỗ anh em chúng tôi đỗ xe để đợi. Ngách quá. Ngách quá. Đồng anh đâu? Đồng ngách. Đấy. Thấy chưa? Đấm dừng nghỉ số 5. Ok các bạn nhé, các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Em tôi đợi bác khách ra nhé. Bác khách đã đến nơi để đón rồi nhá. Đấy, bác khách đây. Đấy, chào khán giả đây. Đấy, thêm một lúc nữa bác khách sẽ đưa vào nhà nhé. Thôi giờ vào lên xe đi. Bác rất tin tưởng. Đấy. Bác ấy gọi qua điện thoại chốt qua video là ok, bác dẫn lên đây, bác chưa nhìn thấy ngựa bác đã thấy vui, mặt cười hớn hở rồi. Đấy. Anh bác bảo là tôi xem qua video thôi nhá. Đấy, xem qua video YouTube. Đấy, bác chốt luôn. Đấy. Tiền thì dễ hơn nhỉ. Quay đầu. Phong cảnh nhất chỉ là hữu tình, núi đồi rất là trùng điệp. Mấy đứa đi qua cầu chui không? Qua cầu. Đã vừa cầu chui kia vẫn mồm. Hâm vào chùi, đây là hâm vào chùi nhá. Đấy. Đèn nó sáng nào. Tối quá.
luôn. Ở đây thì thao rộng. Sao đấy ra đây nhỉ? Xăng. Mình nhận sai chưa? Đây cỏ đây, là mía. Đây có ao ruộng. Mình hết tre các bạn nhá, cái này rất nhiều tre. Đấy, quế này, đấy, rất nhiều quế. Đây, đây xin cây về trồng, nhổ cây về trồng vậy. Đấy, quế này. Đấy, trồng lấy vỏ. Trồng về trồng với vỏ mà lá tắm. Bỏ nhai cây là mấy chục nghìn nhổ lại suốt đấy, trên này nó phải mua chứ phải tự nhiên nó mọc đâu, nó vườn được cây tốt là nó có con 20.000 một cân đấy, bỏ đâu bỏ ấy 20.000 cân hết rồi, 20.000 một cân bỏ ấy, bóc ấy một cây tạ bỏ à tươi thì tươi nửa khô nó phải tầm độ 200.000. Có chỗ nào bẹ bẹ không? Có chỗ nào bẹ cao không? Đây đến nhà nhé. Chú về. Cổng chú đây. Cao ấy cơ, cao rất kìa đẹp, cao là mặt trời cho lóa luôn. Chú chạy tập thể dục cơ, để đưa ra bãi xuống ngựa.
lùi xe xuống ngựa nhé. Hả? Nữa đây, nữa đây. Ôi. Quay tới một tí, xuống một tí. Rồi, 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 rồi. Ừ. Rồi, rồi. Xuống ra đi. Không biết đâu. Đây nha. Đây, em chúng tôi xuống ngựa nhé. Đấy. Em ra bảo nó, anh không làm ruộng đâu. Anh có làm nhưng mà. Con đây nó tự đi theo nhỉ. Ê, thấy chưa? Quá tuyệt vời. Ê, chào bác ạ. Thắng chưa? Đẹp nhá, cao dài. Đấy, con này đang chữa. Còn độ 8 tháng nhá. Đấy, trắng chưa? Đây, bác chủ nó thôi. Với đề ấy này là tắm rửa rồi. Đây. Những cái đấy kiểu nó nằm nó bẩn đấy, nó tầm. Em đánh xe không phải lùn đấy chú, xong chú dắt rồi nào, được, dắt sang bên nhà. Nhưng mà bây giờ đánh xe ra để cho. Đánh để cho ngựa. Vâng, chú dắt ngựa nhé. Dạ. Quá chưa tuyệt vời. Đấy. Trắng, trắng một vùng. Lái xe rồi đi nhé. Quay đầu. Mày chú dắt đi. Đấy. Đưa em mẹ chuồng nhá. Này chú dắt từng trước, mình đi đằng sau. Đấy, em to mà em bé, hai cái bạn nhá. Đấy, con kia đang có chửa. Bây giờ đẻ ra con cái nữa là ba con cái. Quá tuyệt vời. Chạy hẳn xe ra kia xong rồi lùi vào đầu xe kia. Lùi vào bãi luôn. Lùi vào một cái nước. Sắt ngựa. Quá đẹp. Ứng cỏ hoa giấy đây. Quá đẹp luôn. Đấy. Đây. Nhá cổng chú nhá. Đấy. Đi về. Hàn chó mẹ cái to à. Đi vào được không? Đi vào con này. Nào, nào. Đá cho nó. Nó cắn rồi chứ bọn.
Thằng này cắn trộm đấy hả chú ơi? Thằng này nó cắn trộm. Sợ cắn người. Đấy. Chào cô ạ. À, đây nhá, ngựa vào chuồng nhá. Đấy, ngựa vào chuồng. Chú gia chủ là sang năm là để một em bạch con. Đấy. Huy. Nhà đã chuồng trong chuồng, đã làm rất là gọn gàng nhá. Đấy, mai đấy. Mai thợ xây chuồng trâu luôn, mai thợ xây cơ. À, xây gì nữa? Mai được xong, làm được xong. Không ngựa này nó trường nó cũng dễ không dễ nuôi à, dễ làm nó không phải kỳ công thì nhưng mà cũng phải làm được sau. Vâng. Ừ, đã thay dây luôn. Không phải thay dây này. Cỏ để trâu ấy, trồng ngô cũng để trâu mà. Cái này buộc mình không cần lấy lắm đâu. Một thấp thôi, không cao đâu. Cao quá nhỉ? Vâng. Một con này cũng thả được mà, không cần đấy đâu. Không cần buộc đâu, hiền mà. Nhảy ra không? Nhảy ra được, không nhảy được. Thả định không nhảy luôn. Vâng. Nhảy nào được, nó hiền không ấy. Hiện ngựa nó hiền lắm. Không buộc vào cái cột, cái cọc, cái cột được. Nha. Về chuồng cầm cho. Để thay luôn cái dây con này. Tháo tháo ra, tháo nhàm đi. Tháo ra nhá. Tháo nhàm. Tháo nhàm cả nhàm đi chứ ạ. Tháo cả. Vâng, tháo cả nhàm. Có đi theo nhau không? Có. Có đi theo nhau rồi. Cứ kệ. Cứ kệ lắm. Tốt nhất là cứ chạy cứ cả. Thế cả nó to thì phải tháo đấy. Mình chưa quen đấy. Vâng. Chúng ta chủ là làm ăn tháng năm là sẽ có 3 con. Đấy. Mai thợ mới làm chuồng được. Quá đẹp luôn nhá. Thế thì bà chủ đây. Định cho cô là mai con này sẽ to hơn con này rất nhiều. Con này thì cao rồi. Con này mới được hơn 2 tuổi đẻ lứa đầu đấy. Nhưng mà mình thấy là nó phải 3 tuổi mới là chuẩn cơ mà để lứa đầu ấy. Không, ý là tính từ lúc nó tách mẹ chứ không phải tính từ lúc đẻ. Bọn cháu hay tính từ lúc nó tách mẹ cơ. Là 5 7 tháng là tách mẹ. Thôi đi đừng lên nhà uống nước đi. Vâng. Vâng. Vâng đây nhá, đã vào nhà nhá, gia chủ đây. Vâng. Đấy. Hỗn hợp cám cao cấp cho lợn. Đây nhá. Đấy, chủ ngôi nhà rất là mát. Đấy. Mình tặng này. Mình đã tiêm đầy đủ hết chưa? Tiêm đầy đủ hết rồi. Tiêm quyển đấy có tiêm không? Không phải chữa, không cần chữa đừng tiêm. Đấy, cỏ đã cắt sẵn đây nha. Đấy. Chuyển cùng đấy. Yên tâm, tập tiêm hết rồi. Vâng nhá, video mình đến đây. Các bạn tiếp tục theo dõi nhá. Nghỉ đến tay. Vâng nhé, anh em chúng tôi mang ngựa lên đã được gia chủ đãi một bữa rất là thịnh soạn. Đấy, rất là ngon nhá. Đấy, cơm nếp cẩm này. Có thể còn anh là đâu? Gọi nó không sang. Đây mình bắt đi đi. Hôm nay đến cô chú ở trên Lào Cai. Giao hai con ngựa cho cô chú. Cô chú cháu làm bữa cơm. Dạ, gia đình. Đấy, cơm ngon chưa? Cực ngon luôn, chất lượng. Đấy, ở đây có quán tạp hóa nào? Đây nhá, tâm xuân nếp cẩm đây. Mùa trình về đặc lao kìa. Đấy, lên đấy nó chơi này, 60.000 một chai. Kiệt quá mổ. Mua được 2 chai. Ở đây đây. Đây là mình nhá. Đấy. Đang ngủ ạ, ở đây thôi nhá. Xôi nhá, ngon. Thế thì là không có xài. Thế thì tôi cho mời video của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bây giờ về đi ăn rồi. Chào cô nhé. Chào cô nhé. Cháu về. Bây giờ đã ăn cơm no say nhé. Bây giờ là chào gia chủ em chúng tôi về nhé. Cảm ơn hai bác chủ nhà.
Vâng. Đây gần gần đường này cháu vào được mà. Bây giờ anh em chúng tôi về nhé. Đấy, các bạn đi cuối kênh. Hãy cho mình một like, một chia sẻ đăng ký kênh nhé. Vâng. Vâng. Các bạn cứ kênh cho mình like, chia sẻ đăng ký kênh nhé. Đấy, anh em chúng tôi đi khắp nơi luôn. Đấy, Lào Cai, Yên Bái, đấy, Thanh Hóa, Nghệ An đi hết. Các bạn cứ đặt những thoại nào lô chúng anh em chúng tôi sẽ mang tận nơi luôn. Bây giờ bác chủ nhà đưa chúng tôi ra đường cao tốc. Đấy, các bạn nhé. Đấy, mình đã mang ngựa đã mang lên Lào Cai về nhé. Còn một số ngựa đây, các bạn yêu thích con nào thì đến tận nơi xem nhé. Bên mình phục vụ là từ An Z các bạn nhé. Đấy, bắt ngựa mình trở lên tận nơi luôn nhé. Đấy, và đây cũng còn rất nhiều cho các bạn lựa chọn nhé. Thấy chưa, rất nhiều. Vâng, video của mình đây là kết thúc các bạn nhé. Đấy, các bạn mà muốn đặt ngựa hoặc là ngựa thịt, ngựa giống, đấy, các bạn cứ liên hệ trực tiếp với dưới phần mô tả, mình đặt điện thoại dưới phần mô tả nhé. Đấy, bây giờ mình nên là kết thúc, hẹn gặp lại các bạn video sau nhé.